người. Nếu mà một đất nước mà giáo dục không phát triển thì đất nước đó sẽ không thể nào mà phát triển, nên người dân người nên chú trọng chính phủ, nên nên chú trọng vào giáo dục. Người dân phải phải xóa mù chữ, phải biết đọc 100%, và nên tốt nghiệp, nên tốt nghiệp sau đại học rồi sau đó hãy đi làm. Vì có nhiều hoàn cảnh kinh tế không tốt nên thường nghỉ cấp 2 hoặc là cấp 3 để đi làm, nhưng kiếm tiền thì không được bao nhiêu. Vâng. Vâng, ok. À, vì cũng có không về khoản này nhỉ, cái đấy phải không? À, vì cũng có không về khoản này nhỉ, cái. Oh, 어제는 베트남어로 했나요? 한국어로 했나요? Hôm qua. Tiếng Việt ô hai phốc à tiếng Hàn. Hôm qua. Hôm qua ở chị. Ê, 어제 베트남어로 했어요? 한국어로 했어요? 밤의 chào thủ chuyến. Hả? 바쁜 chào chuyến 한국어로 했어요? 베트남어로 했어요? 나 기억이 안 나. 어제. Hôm qua thì đã nói bằng tiếng Hàn. Tiếng Hàn 했어요? À, 그럼 KBS로 해요. 오케이. 자, 오늘 주제는 외국어 공부예요. 아, 혹, 아, 녹, 혹, 녹, 녹, 녹. học học nói네, học녹, 녹. nói ngôn ngữ nước ngoài. Than, em, thích, hoặc, 능, 능, 녹. Nè, mà Tiếng chè. Việt, tiếng Việt. Vâng, em thích học ngôn ngữ. À, bài sau. À, sau, sau. Này, à, sau. Tại vì em nghĩ một người biết chỉ biết ngôn ngữ thì không thể mở rộng nhiều kiến thức, mà nếu mà biết được nhiều ngôn ngữ thì biết thêm một ngôn ngữ, sống thêm một cuộc đời. Biết so if you Ok. if view biết chúng thêm một ngôn ngữ, ta sống thêm một cuộc đời. biết tu vong chúng ta phải làm gì Xin em để ta về tu vong tư vấn tu vong về hơn về nó. để về tư vấn chúng ta phải làm gì không Chúng ta phải phải làm gì? để về tư vấn như À, tư để biết từ vựng chúng ta phải làm gì? vấn Để biết từ vựng chúng ta nên phải viết nhật ký, nhật ký, in ký so ya hay dù Ok, tiếng Việt là viết 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 nhật ký. viết nhật ký ok Tarun onorun anun kosun ông tarun tiếng Việt tiếng Việt tiếng Việt samuro io chinta ok tiếng Việt bạn không biết không hiểu là ok
phải nói tiếng Việt. Vâng. Chị, em chỉ phải nói tiếng Việt. À Ok. vâng, em chỉ nói tiếng Việt. Yeah, không 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 nói tiếng Hàn. Vâng, em chỉ nói tiếng Việt không nói tiếng Hàn. Yeah. Ok. Thì em nghĩ sở thích của em là học ngoại ngữ bởi vì em có nhiều bạn bè nước ngoài. Ok. Thân bao lâu như năm em học Bahasa Indonesia? Em đã học tiếng tiếng Indonesia khoảng 7 tháng. 3 tháng. 7 tháng. 7 tháng à, 7 tháng. Oh, ok. Ok, 됐어요. 잘했어요. 굿. 오케이. 자, 이거 문장 할게요. 도이세다 노야 가우딩한. 사람들이 요가 매트 위에서 요가를 하고 있어요. 아, mọi người đang luyện tập yoga. Ok, thank. 자, em sẽ nói câu tiếng Việt. Em sẽ nói cao tiếng Việt. Tập luyện yoga mỗi ngày sẽ tốt cho sức khỏe. Thế, sức kiểu sức khỏe. Tập luyện yoga mỗi ngày sẽ tốt cho sức Sa람들은 khỏe.요가를 배우고 있어요? 제 sức khỏe. Anh Set by yoga bio, set by sẽ tốt cho sức khỏe, con gà yo con gà còn người tăng sao cho yêu gà hay cho ai nè mình yoga dọn sắp hanun có anh còn can cho ai hiểu. ok. Tôi sẽ nói câu tiếng Anh. Yoga를 가르치는 사람은 인도에서 온 유명한 요가 선생님입니다. Tập tập yoga thì nổi tiếng ở Indonesia. No, không, Ando, Ando. Ấn Độ, ở Ấn Độ. Indo, Indo. Tập yoga thì nổi tiếng ở Ấn Độ. Ok. Tại tại yoga선생님 tại tại yoga Tại yoga. yoga instructor tại yoga Ok. Tại yoga 선생님 tiếng Việt 뭐예요? yoga thầy giáo yoga. À, thầy giáo yoga. Ok. Yeah. Mô mô cao tiếng Việt. Này. Thầy đã học tiếng Indonesia bao lâu rồi? Hai mô mô Này này này, thầy đã học tiếng Indonesia bao lâu rồi? bao lâu Indonesia에 얼마 동안 파울라우로 있나요? Oman, Indonesia bill kỳ Omana công bố hết sở yếu. À, Palau, Indonesia. Không, hai, hai chưa? Hai Hai chiều hai chục hai chục hai năm chiều hai chiều 2시간 2시간 à tu sĩ cần cứ 2 giờ. Only nhưng mà tôi đã xong
Bali, Motang, Haichuan, Nè. tôi có thể nói salamapaki, nasi goreng, saya ulang Hàn Quốc, ulang Korea. Oran Ok. Nè, chào anh chị. oran oran quê của con bu con bu hoa cúi sao yếu 아니요. 그 인도네시아는 그냥 조금 할 거예요. 오래 안 해요. 인생 선생님 베트남 뭐 인도네시아 영어 대국어 영어는 오래됐어요. 영어는 영어 한 20년 했어요. 바이무이남. 25년 야, 학교까지 하면 더 바무이남. 오케이. 자, 이거 땡볕 내가 문법 조사했는데 헛기모 이거 있잖아요. 헛기모 해봐요. 독 trong헛기모 trong học kỳ 1 chúng tôi học về lịch sử thế giới. trong học kỳ một chúng tôi học về lịch sử thế giới. Nè. Hàn Quốc giờ giải thích sao Không, à kỳ giúp xa giúp xa CK giúp xa hạt kỳ han hạt kỳ한 학기 아니고 1학기에 이라키에 우리는 그럼 올해는 세계 역사 공부 합니다. 합니다. Good. 오케이. Okay. 다음. 독. 네, học kỳ 1 đã kết thúc và chúng tôi đã thi xong các kỳ kiểm tra. Ok, mô đã kết thúc và chúng tôi đã thi xong các kỳ kiểm tra. Bueno. Học kỳ Hanbon Iraqi. Iraqi Kun끝나고? Kun Nasco Ừ. 오리는 시험은 지 Rossumnida 아, 시험 봤어요? 네, 알겠어요. 네. Siroki trong học kỳ 1 tôi đã tham gia vào một câu lạc bộ thể thao. Trong học kỳ 1, tôi đã tham gia vào một câu lạc bộ thể thao. Thể thao Iraqi. Iraqi untung tung ari e chăm hết soyo À, 들어갔어요. 네. 오케이. 가을락보 대타오 운동 동아리. Học kỳ 1 là thời gian bận rộn với các dự án và bài tập. Học kỳ 1 là thời gian bận rộn với các dự án và bài tập. Iraqi는 bận rộn. Iraqi는 project Hako xúc chê Dự án rồi hẳn chê Chicken, tôi giang. bằng rộng xúc chế money ít soi Nè. money ít nên ít kỳ si cần ví dụ Chicken Ok. si cần ví dụ trong học kỳ 1 chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc với nhiều giáo viên mới. Trong học kỳ 1, chúng tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc với nhiều giáo viên mới. Theron, sinh viên, bạn ấy. Đúng rồi. Iraqi, 우리는 뭐예요? 그 cơ Mà hội gặp sao? gỡ, làm việc. C. C. Son sen. Từ qua.
Se son sendin tun qua in hako manaso in hako Cùng về không? kiwi isoyo Nè kiwi yiyo nè. À, Việt Nam 유학은 언제 시작해요? ừ. Ồ, Việt Nam học kỳ một là gì? Học kỳ 1 là học kỳ handball, học kỳ tu bôn. Ở đây, 언제 시작해요? Học kỳ 1 là now. Học kỳ 1 là Khi nào? y nhon tu tu học kỳ. Tôi câu hỏi Ừ. khi nào Học kỳ học kỳ 1 một? học kỳ 1 rơi vào tháng tháng 4 cho đến Chiến tháng, thắng nghỉ hè à là từ tháng tháng 7 mua mua tu mua tu nè sa quan bù tho trinh quan cà chi Học kỳ mô yêu nè học kỳ một sáu bữa sa sa quan bù tho ở trinh quan Kaji. trinh quan ca chi nè Còn hốc kỳ hai nữa bùa, hốc kỳ hai. học kỳ hai cu cu quan ca chi cụ quan ca chi y quan Okay, y quan 나중에 이거 한번 확인해 봐요. 이거는 학기형 아닌데 됐고, 이거는 2학기에 대한 거 얘기할게요. 2학기. y học kỳ y học kỳ này trong học kỳ 2, chúng tôi sẽ tập trung vào các môn học chuyên ngành. Trung học kỳ 2, chúng tôi sẽ tập trung vào các môn học chuyên ngành. 2학기에 우리는 tập trung. Tập trung. Bởi tập trung하다. Này, tập À, trung các hơn môn môn học chuyên ngành. chuyên ngành chọn cung Công việc tập trong trung할 거예요. chuyên ngành là chọn chọn cung Nè. Tháo. học kỳ 2 thường có nhiều hoạt động ngoại khóa và sự kiện của trường. Học kỳ 2 chúng có nhiều hoạt động ngoại khóa và sự kiện của chúng. Của chúng học kỳ ấy, sự kiện bởi. Sự kiện ta dân hành hèn xa qua Hoạt xa động. quê hành tung y mạnh xâm ni ta À, 2학기에는 중 학교에서 중 보통 중중 학교에 활동이 많습니다. 오케이. trong học kỳ 2 chúng tôi sẽ tham gia vào các dự án nghiên cứu của thực tập. Thực tập. Tập Yên ăn nguyên chú ăn chú ăn xúc chết. sinh học kỳ tuần e so nên dọn cu pro chép thư qua sinh xâm e chăm di han có in ta Chắc chú ăn nhiên nhiên nghiên cứu研究 dọn cung研究 research. Ok. học kỳ 2 là thời gian để chuẩn bị cho các kỳ thi cuối kỳ và bảo vệ luận văn. Học kỳ 2 là thời gian để chuẩn bị cho các kỳ thi xong quay kỳ mai của ta xong thì bà bảo về là luôn bán mới Luận văn
Nung Rumbun. mun. Bune? Bunak? Nung mun ban ban no. Lùng văn. Bảo Nung vệ luôn mun. ban Bảo. Hạc kỳ tuần rừng, hạc kỳ man si hôm qua, nun mun ban o rừng, chuẩn bị hà nun, si càng im nì ta. nè luôn luôn bà nó luôn luôn bà nó ok tạm luôn luôn bà nó vẫn gặp kéo chọn công cụ nhà anh nè nè đồng môn bà nó đồng môn luôn luôn Nè, đồng môn đồng lung môn mun, đồng lung môn đồng môn luôn bàn đồng môn đấy văn. trong Trong học học kỳ hai 2, chúng tôi sẽ học về các chủ đề chuyên sâu hơn trong ngành của mình. 이 학기에 우리는 배웁니다. 에 관해서 주제 중엔 사회활동 관과 및 우리의 전공 Còn전 cùng buôn종 gia.종 종년 Ừ.전공에 대한 주제를 배우게 되어. 네, 학기 둔 에서는 전공 분야의 심화된 주제를 공부한 것입니다. 네. 한국어는 좀 이상해요. 오케이, 이거 해요. 이거 탄이 준비한 거 맞죠? 안녕하세요. 안녕하세요. 신 감사합니다. 감사합니다. 라 감사합니다. 미안합니다. 미안합니다. 라 xin lỗi. 네. 네, 라 vâng. 아니요. 아니요. 라 không. không. 네. 예, 라 đúng. 응, 아니요. 아니요. 라 sai. 어디예요? 어디에요? 라 ở đâu. 뭐예요? 뭐 예요? 라 cái gì? 이름? 이름 là tên. 나이? Nay tuổi. tuổi? 학교? 학교 là ở trường học. 잠시만요. 크게 볼게요. 학교, 중학, 집? 네. 집 là nhà. 가방? 가방 là cặp sách. cặp sách친구 Ừ. 친구 là bạn bè. 가족 가족 là gia đình. 음식 음식 là đồ ăn. 또한 물 Mưa là nước.숙제 Xúc chỉ là bài tập.시간 Chỉ cần là thời gian.네 이건 뭐라고 한번 읽어줄래요? 뭐라고 하는지 Hãy nhớ rằng việc học từ vựng không chỉ là việc ghi nhớ mà còn là việc sử dụng chúng trong các ngữ cảnh khác nhau để nâng cao khả năng giao tiếp của bạn. Chúc bạn học tiếng Hàn vui vẻ. ok 한 루베 khi열심히 vẫn공부하세요 이건 이런 뜻인 것 같은데 꼭 두방 단어 공부를 해야 됩니다 오케이 이거 안녕하세요 제 이름은 정경식입니다 네, 안녕하세요. 제 이름은 땅입니다. 쟁뱃 xin chào, tôi tên là Tăng. Ok. 만나서 반갑습니다. Mạnh là sao bằng cấp xâm này ta. Rất vui được gặp lại. chắc vui được gặp bạn. 오늘은 어떻게 지내셨어요? 오늘은 어떻게 지내셨어요? Hôm nay bạn đã trải qua như thế nào? Hôm nay bạn đã chạy là qua đã thế nào? 업무가 바쁘신가요? Obuka bà phương si kayo. Bạn có bận rộn với công việc không? Bạn có bận rộn bởi công việc không? Nghe. E bon chu Ilchang이 어떻게 인턴 되세요? e 어떻게 되세요? Lịch trình của tuần này của bạn như thế nào? 일정 của chuyến này là của bạn như thế nào? 어제 회의에서 논의한 내용에 대해 이야기해 봅시다. 어제 회의에서 논의한 내용에 대해 이야기해 봄시다 là hãy nói về nội dung được thảo luận trong cuộc họp hôm qua.
Ai nói về nuôi trung Ừ. tàu luôn Ừ. Ừ. trong cuộc họp hôm qua. Ý project에 대해 어떻게 생각하세요? Project thử project thử e t he e thok o thok o bạn nghĩ gì về dự án này? Bạn nghĩ gì về dự án này? Dự Ừ. án project예요? Này, project thử.네, 저는 이 문제에 대해 도움이 필요합니다. 저는 이 문제에 대해도 의미 비로 합니다. Tôi cần sự giúp đỡ về với vấn đề này. Tôi cần sự giúp đỡ với bản chế này. 오늘 회의는 어땠어요? 오늘 회의는 어땠어요? Cuộc họp hôm nay diễn ra như thế nào? Cuộc họp hôm nay diễn ra như thế nào? Ừ. 점심시간에 같이 식사하러 가실래요? 점심 시간에 같이 식사하러 가실래요? 뭐, 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 뭐,
좋을 거. 이 응. 주말의 업무에 대한 계획을 세워봐야겠어요. 이 주말에 업무에 대한 계획은 세워봐야겠어요. 쿠이 tuần này chúng ta nên lên kế hoạch cho công việc. Cuối tuần này chúng ta nên lên kế hoạch cho công việc. 네. 혹시 도움이 필요하면 언제든지 말씀해 주세요. 혹시 또 비디오 하면 언제든지 말씀해 주세요. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy nói bất cứ lúc nào. Nếu bạn cần giúp đỡ, hãy nói bất cứ lúc nào. 오늘 일은 다 끝냈어요. 오늘 이룬 다 끝냈어요. Tôi đã hoàn thành công việc hôm nay. Tôi đã hoàn thành công việc hôm nay. 이 문서를 검토해 주실 수 있나요? 이 문서는 검토해 주신 수 있나요? Bạn có thể xem xét tài liệu này được không? Bạn có thể xem xét tài liệu này được không? 저는 이 프로젝트에 참여하게 되어 기쁩니다. 저는 이 프로젝트에 참여하게 되어 기쁩니다. 또 이렇게 보이 được tham gia dự án này. Tôi rất vui được tham gia dự án này. 일에 대한 자세한 내용을 이메일로 보내주시겠어요? 일에 대해 자세한 내용은 이메일로 보내주시겠어요? Bạn có thể gửi chi tiết công việc qua email không? Bạn có thể gửi chi tiết công việc qua email không? 이번 주말에 일이 있어서 외출해야 할것 같아요. 이번 주말에 일이 있어서 외출 해야 한것 같지요. 그 tuần này có công việc nên tôi có phải phải đi ra ngoài. Cuộc thương này đã có công việc nên tôi có vẻ phải thì là ngồi. Đồng chí phải gọi sức khỏe. 다음 주에 왜 애가 있음 có gì dụ. Tuần sau sẽ có cuộc họp. Tuần sau sẽ có Vì cuộc họp. cả isum có Bạn hộp. đáp trên cảm Barun tập bon cảm sao này ta. Cảm ơn vì phản hồi nhanh chóng. ơn bạn vì phản hồi nhanh Barun chóng. Nè. tập bon. 일은 내 업무 범위를 벗어납니다. 이 일은 내 업무 범위를 벗어 남니다. Công việc này nằm ngoài phạm vi làm việc của tôi. Công việc này nằm ngoài phạm vi làm việc của tôi. Hãy sử dụng những câu này chú chúc bao tình huống cụ thể trong công việc.
ăn ngái qua ban Xem y hết sao giống nè mê mê in ăn này mail ăn mê xin nhỉ đi in cho 구체적으로 하는 표현들이에요. mê문장들이에요. in 20개의 문장. 회사에서 어떤 업무를 맡고 계세요? 회사에서 어떤 업무를 mặt cô kia sẽ giúp bạn đang làm công việc gì tại công ty Bạn đang làm công việc chia tay công ty. Project 진행 상황을 알려주세요. Project thứ E trình hình sản hoàn rừng Aro Chusio hãy thông báo về tình hình tiến triển của dự án. Hãy thông báo về tiến triển của dự án. Ông mua ghế vừa xe ô Ông mưu kế hoạch cương CEO cô ít sao dù tôi đang lập kế hoạch công việc tôi đang lắp kế hoạch công việc. Hôm nay là oppen hay gà yêu thương đưa nào? ông nữ họ tôn VK gì trong TO ít nào hôm nay có cuộc họp gì được lên kế hoạch Hôm nay cô cứ đọc lên kế hoạch. Nhân viên và 원활한 의사소통이 이루어졌나요? Team quân tương quan one hand e sa so thung y e ru o chót này yo liệu có giao tiếp mượt mà với đồng Liệu đội có giao không tiếp một mà bồi đồng tội không? 업무에 어려움이 있으면 언제든 도움을 청할 수 있어요. 무에 어로 오미 있으면 어제 뜬또 업문 정한 수 있어요. Nếu bạn gặp khó khăn trong công việc, bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ bất cứ lúc nào. Nếu bạn gặp khó khăn trong công việc, bạn có thể yêu cầu sự giúp đỡ bất cứ lúc nào. 이번 주에 마무리해야 할 일이 많아서 바쁩니다. 이번 주에 마무리 해야 한 일이 많아서 바쁩니다. Tuần này tôi bận rộn với nhiều công việc cần hoàn thành. Chung này tôi vào lòng vội như công việc cần phong tan. 업무 일정이 변동되었기 때문에 알려드립니다. 업무 인 정이 번뚱때 Oski Temune Aro Trimnita. Tôi thông báo vì lịch trình làm việc đã thay đổi. Rồi thông báo vì lịch làm việc đã thay đổi. Project에 대한 보고서를 작성 중입니다. Project thứ E Tehan Bokosorun Chatsong Chung Imnita. Tôi đang viết báo cáo về dự án. Tôi đang viết báo cáo về chủ ăn. Ôn ngữ rất chậm trễ. 오늘은 조금 늦게 출근했습니다. Hôm nay tôi đã đến làm việc muộn một chút. Hôm nay tôi đã đến Jum làm nukke việc jungkun hessamnida. một chút. Daum juenen hyeobok project-ul sijakhal yejeongimnida. Tầm juenun hom hyeom od project-ul sijakhan yejan imnida. Tuần sau chúng tôi sẽ bắt đầu một dự án hợp tác. Tuần sau chúng tôi sẽ bắt đầu một chút ăn học tập. 업무 처리를 위해 중요한 문서들을 정리 중입니다. 업무 처리를 위해 중요한 문서들은 정리 중입니다. Tôi đang sắp xếp các tài liệu quan trọng để xử lý công việc. Tôi đang sắp xếp các tài liệu quan trọng để xử lý công việc. Chà, yêu cô. Bueno, ya. Dale, chao.